Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhá. Mình lại tiếp tục review cho anh em về phiên bản MU lục địa Loren anh em ạ. Mình mới chơi lại ở cái server mới. Server kia toàn cao thủ thôi. Và nó ép kiểu như là win, nó toàn ra win full ấy anh em. Mấy cả đồ nó cho cộng hưởng các thứ, gọi chung là khá phức tạp. Nên là mình đang nhảy, mình bán áp bên đó được 3 min. Sau đó mình nhảy sang server F7 này. Mới chơi được có 3 hôm. Anh em thấy là mình mới zét được có 22 hôm, 22 lần. Và bên đây nó đua ông rất là khét đấy anh em. Đã 60 lần rồi, mình mới zét được có 20 lần thôi, 22 lần thôi. Mà anh em thấy là đã đi đam 22 lần lần zét mà đã đi đam Zobo vàng rồi. Anh em thấy kinh không? Đấy, thì khi bắt đầu khởi hành ấy, thì bắt đầu là tôi sẽ đầu tư một set gen. Đây, anh em thấy là mình mua một set gen này. Đấy, set đồ lụa. Lắc này, có lắc luôn nha anh em, lắc 40% này, mũ này, áo lắc 40% này, đai lưng lắc 40% này, bao tay lắc 40% này, giày lắc 40%, đấy anh em thấy không, full nhá anh em, full set lắc 40% anh em ạ. Còn đây là cây cung cộng 9 nỏ thiên sứ, tiếp đến là cái wing 1 omo cộng 6, sang bên đây lại tiếp tục cày tiền này. Rồi, mới đi săn được đôi giày Xeon. Giày xương, giày của Dewick nhá anh em, có lắc nhá. Có lắc. Rồi, đi bao nhiêu backline sâu này. Rồi, vừa bán được cái đôi giày cho ông này này. Đâu nhỉ? Đây 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 đây, 300.000 đôi giày này anh em này. Đấy giày nhiêu này, 300k. Đấy nạp tiền này. Đó anh em không? Ở hai ông hỏi mua luôn. Ông này cứ gạ bán này. Hình như mình bán hớ ấy, anh em ạ. Hình như mình bán 100k là bán hớ sao ạ. Ôi đam này không biết bao giờ nó mới chết trời. Rất 22 lần đi đam Zobo. Ảo ma vãi lìn luôn anh em ạ. 60 lần thì đam ngon đấy anh em. Chết chết chết, biết ngay mà. Chết. Tôi biết ngay ông kia chết mà. Rồi nó vào đây nó giết luôn cả đám. Vào đây. Chết khiếp anh em ạ, nó vẩy cái chết liền là mình đam, mình chung là mình mới zét thấp anh em ạ, mình mới zét ít quá. Đây. Đang đi săn cùng với ông mua đôi giày của mình rồi. Gọi ông mới lên săn luôn cho đỡ phí anh em ạ, chứ mình ăn làm sao được. Nói chung là nếu mà ai mà tính đam ấy, nó tính theo đam ấy. Ông nào mà đam được là nó sẽ tính theo đam của mình. Vào đây chùm. Đam lâu lắm anh em ạ, đam lâu lắm. Nói chung là nếu mà đam con này mất khoảng tầm hơn tiếng á. Nói chung là ác top cũng chết luôn. Ác top đam con này cũng chết luôn anh em. Thôi thôi xong rồi. Ở lớp 7 cái chết kìa. Mà đứng góc lác thì đéo đam đi, mấy ông này cứ đứng góc kia đam. Đã đúng rồi. Chết chết chết. Để chat cho ông này mới được. Đứng vào chỗ tôi. Con phải. Đây là server Atlan nhé anh em. Server này mới ra vào mùng 2 tháng 9. Thế là mình mới chơi được có 3 hôm. Mình chơi sau 2 ngày nên là mình bị rất chậm hơn. Vãi ông kia ngang vãi luôn. Thôi xong rồi, nó tìm với tôi nó giết rồi. Mà nó chém đúng một kiếm đấy anh em. Con này ra hộp búc 5 anh em ạ.
thôi xong thôi, chết rồi. Má, săn khó lắm anh em. Nói chung là mới rét tầm này thì nó hơi yếu anh em ạ, hơi thấp. Ok, đó anh em thấy là mình đầu tư một set gen và mình đang cày. Nói chung là nếu mà đầu tư set gen như này thì mình không cần phải mua gen để mình rét nữa, vừa chơi vừa cày rét luôn, khá hiệu quả anh em ạ. Bên kia thì tàng cao thủ thôi, bên F1 tàng cao thủ thôi, chuẩn qua bên đây chơi cho nó vui anh em ạ. Rồi, đó cũng cày tiền luôn đó, cày tiền luôn anh em. Qua bên đây cày xem được cái gì không. Làm hơi lâu anh em ạ. Rồi, đó là mình review cho anh em về cái set đồ thôi. Còn khả năng đam được hay không thì khả năng ông chùm kia ông ăn chứ mình không ăn được anh em ạ. Tí bán đôi giày cho ông ấy. Ở qua set gen này thì thoải mái luôn anh em ạ. Đi farm quái gọi chung là tẹp bo. Chơi S thì nó vẫn khỏe hơn. Ok anh em, mình xin phép là kết thúc clip đây. Anh em xem hết clip ấy, mình xin nút like và nút đăng ký kênh nhé. Bye anh em.